Rồi, mến chào quý cô chú anh chị đến với là kênh là TK Bonsai. Hôm nay nhà vườn của em có một số mặt hàng muốn giao lưu với cô chú anh chị. Nhà vườn của em là ở xã Tân Dương, huyện La Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0334270232. Có một số mặt hàng cho cô chú anh chị là gồm đỏ nhung, lá nhựa, một số phôi bông giấy ha, với một số ngũ sắc bông giấy ghép 5 màu ha. Bên đây tất cả cây là bao cho cô chú là anh chị bao sống bao ship hết ha. Số vàng pháp. Rồi, mình bắt đầu vô cây số 1 đi chưa? Rồi, cái số địa chỉ nhà vườn của em là ở xã Tân Dương, huyện La Dung, tỉnh Đồng Tháp ha. Số điện thoại là 0334270232 cũng là số Zalo của em ha. Rồi, đầu tiên là cây đỏ nhung lá nhựa ha. Để em đo không tới chú anh chị ơi. Cao khoảng 1,5 m ha. Tới ngang khoảng 1,5 m luôn ha. Rồi hoành thân 10 ha. Thoát thân 40-35. Rồi, cây đỏ nhung lá nhựa này là cây thuần chậu nha cô chú anh chị. Em ba giao lưu với cô chú anh chị là 700.000 bao phí ship ha. Bao toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Tiếp theo mã số 2 cũng là một cây đỏ nhung lá nhựa ha. Cây này là em chỉ lên đại diện thôi ha cho cô chú anh chị, nhưng mà nhà vườn của em số lượng còn rất là nhiều ha cô chú anh chị. Chiều cao 1,4 m. Tới ngang 1,4 m luôn ha. Hoành thân em đo trên đây là 9 ha. Rồi, xuống dưới là 10, 11 luôn ha. Thoát thân khoảng 3 tấc. Cây này thuần chậu hay chị? Ừ, cây tất cả này, cây này là thuần chậu hết ha. Giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 700k ha. Ở dưới rễ nó xuống tới dưới luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị cũng là 700k. Ngày em bao ship ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi, okay. Rồi tiếp theo mã số 3 là một cây vàng pháp ha. Cây này em nuôi là thuần chậu hết rồi ha cô chú anh chị. Chiều cao cây vàng pháp này là 1 m ha. Tới ngang 85. Hoành thân 7 ha. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 400.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Cây là đặc biệt là cây thần chậu hết ha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 4 cũng là một cây pháp vàng ha. Chiều cao là 1 m ha. Số lượng nhà vườn rất là nhiều ha cô chú anh chị. Em chỉ lên là thời gian đây ấy, em thành ra lên một đại diện một số mặt hàng thôi ha. Tới ngang 80. Hoành thân này tổng từ 6-7. 7 ha. Ngày thoát thân 2,5 m. Rồi cây vàng pháp này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 400.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Cây thuần chậu hết ha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 5 là một cây hoa giấy phôi Mỹ ghép Thái ha, ngũ sắc. Bên đây là bán mặt hàng là bao đủ 5 màu hết tất cả cho cô chú anh chị mình ha. Rồi chiều cao 1,2 m. Là em đo có dư ha cô chú anh chị. Rồi tán ngang là 1,2 m luôn ha. Rồi hoành thân chỗ này là 13 ha. Rồi yếu 10 đến 12 thôi. Rồi. Này là củ sổ khoảng 30 ha. Rồi giao lưu với cô chú anh chị mình là 700.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Bao đủ 5 màu luôn cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo luôn chưa? Tiếp theo mã số 6 cũng là một cây ngũ sắc ha, phôi Mỹ ha. Rồi chiều cao cây này là 1,2 m ha. Rồi tán ngang là 95, có dư ha. Hoành thân chỗ này là 10 ha cô chú anh chị. Củ sổ này khoảng 30, giao lưu với cô chú anh chị mình mã số 6 này là 700.000 em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Số điện thoại của em là 0334270232 cũng là số Zalo của em luôn ha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 7 cũng là một cây hoa ngũ sắc phôi Mỹ ha. Gốc Mỹ ghép Thái ha cô chú anh chị. Rồi chiều cao cây này là 1,1 m.
tán ngang là 1m1 luôn ha. Rồi này là hoành thân hơn 10 tính 10 ha cô chú anh chị. Đế rất là quái ha. Rồi, củ sổ này cũng là 30 ha. Rồi, cây ngũ sắc này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 700.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi, tiếp theo đâu chị? Rồi, tiếp theo mã số 8 cũng là một cây hoa ngũ sắc ha. Rồi, chiều cao cây này là 1m1 ha. Tán ngang 1m1 luôn. Hoành thân ngay vị trí này là 12 ha. Rồi, 12. À, 12 có dư. Rồi, củ sổ đây đâu củ sổ. Rồi, củ sổ là 35 ha. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 700.000 bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đế rất là quái ha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo mã số 9 là một cặp phôi giấy ha. Rồi, xem dòng anh chị. Rồi. Rồi, hoành thân cổ này là 20 ha cô chú anh chị. Đây cũng là 20, củ sổ này là 45 ha. Củ sổ bên này là 40. Cặp này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Bao sống bao ship hay chị? Củ này rất là quái dị ha cô chú anh chị. Rồi, ok luôn chị. Rồi, tiếp theo mã số 10 cũng là một cặp phôi giấy ha. Rồi, hoành cổ chỗ này là 21 ha cô chú anh chị. Rồi, đây là 22 có hơi dư ha cô chú anh chị. Rồi. Củ sổ này là 40. Sổ bên này là 36 ha. Cặp này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình có thể là thí dụ như thích mà mình không có muốn chơi hai cây thì có thể là chọn cho mình một cây, một trong cái cặp này thì em cũng sẽ giao, nhưng mà cái phí ship ấy thì có thể là mình thương lượng với nhau ha. Ví dụ như cô giá nó sẽ khác thì thôi cặp ha. Đúng rồi, tại vì mình đi một cây lẻ thì cái phí ship nó sẽ khác hơn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 11 cũng là một cặp phôi ha. Rồi, hoành thân chỗ này là 20. Rồi, hoành cổ chỗ này là 23 ha cô chú anh chị. Sổ đây là 40 ha. Bên này là 39 ha. Này là chiều cao từ tính từ đỉnh xuống đây là 70 ha cô chú anh chị. Rồi, cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Mua lẻ thì bán lẻ. Mua lẻ thì bán lẻ, cô chú anh chị mình có thể là vừa mắc một cây nào trong một cặp đó thì có thể em nói liên hệ với bên em là em sẽ giao lưu với cô chú anh chị một cây thì tính một cây ha. Nhưng mà cái đó thì mình giá cả mình còn thương lượng lại, một cặp thì khác, còn ví dụ đi một cây một đơn thì giá khác hay cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo mã số 12 ha, là cũng là một cặp phôi Mỹ ha. Rồi, hoành thân này 20, cổ hoành cổ này 20 ha. Cổ bên này 21 ha cô chú anh chị. Cái này nó có một đế, đế nó rất là quái ha. Dòng theo đây là củ sổ là 49 ha. Đây là 44 ha. Rồi, đế nó một ấy nó lắc lượng, rất là lắc lượng ha cô chú anh chị. Rồi, cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình, mã số 12 này ha. Rồi, số điện thoại của em là 0334270232, cũng là số Zalo của em ha. Cô chú anh chị nào thấy không rõ thì có thể là liên hệ với em sẽ chụp màn hình để gửi lại cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi, tiếp theo mã số 13 cũng là một cặp phôi giấy Mỹ ha. Rồi, hoành cổ em đo ngay vị trí này là 19 ha. Bên này cũng là 19 luôn ha cô chú anh chị. Rồi, củ sổ này là 45. Tính từ đỉnh xuống là 65. Bên đây là 60 ha cô chú anh chị. Rồi, cặp phôi giấy sơ mã số 13 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn làm 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình. Tất cả cây bên này là đều bao sống bao ship cho tất cả cô chú anh chị mình hết ha. Rồi, tiếp theo mã số 14 này cũng là một cặp phôi giấy ha. Rất là lắc lượng ha cô chú anh chị. Rồi, này hoành cổ trên đây 18 ha. Này là 24. Rồi, củ sổ này là 42. Sổ bên này cũng là 42 luôn.
Cái này là cô chú anh chị có nhu cầu để cao thì em sẽ để cao, còn cô chú anh chị thì mình muốn cắt bonsai ngắn lại thì các em cắt ngắn lại ha. Này chiều cao là 70, tính từ đỉnh xuống ha. Cái này là 55. Rồi cặp phôi giấy này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Bao sống bao ship cho tất cả cô chú anh chị mình hết. Rồi tiếp theo mã số 15 cũng là một cặp phôi giấy ha. Người quắn rễ nó quắn nè cô chú anh chị. Quá quái. Rồi này là 23. Bên đây là 19. Cái cổ này nó lắc lượng sao đo cũng không, cái chiều dài của sổ cũng khó mà đo xuống ha. 50 ha. Bên này là 40. Cây này rất là quái, cái này nó có bị chút đỉnh chạy này nhưng mà không có vấn đề gì, để tha keo lại là nó không sao hết cô chú anh chị. Rồi mã số 15 này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 16 cũng là một cặp phôi giấy ha. Cô chú anh chị nhìn xem này, có một cọng rễ nhưng mà nó lắc lượng ha. Nói chung hàng này là hàng độc và lạ. Rồi hoành thân này 10, hoành cổ này là 18 ha. Rồi bên này là 18 đều với nhau ha. Cửa sổ này là 50. Bên này là 45 ha. Rồi cặp phôi này nó rất là quái nè cô chú anh chị. Rồi cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Bao sống bao ship hết tất cả. Rồi tiếp theo một cặp mã số 17. Cũng là một cặp phôi ha. Cái này có một cọng rễ nó lắc lượng, còn bên đây thì nó chéo qua chéo lại ha. Rồi hoành cổ này là 16 ha. Cổ bên đây là 20 ha. Sổ này là 34. Cổ sổ này cũng 34 luôn. Cặp này giao lưu với cô chú anh chị mình là 700.000 em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Cái này là một đi một cặp nghe cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 18 cũng là một cặp phôi ha. Rồi coi nó có một rễ, cô chú anh chị mình có thể là về trồng nghiêng, trồng ngửa hay trồng theo sau cái tùy theo cái ý thích của cô chú anh chị mình ha. Trồng dáng đổ, dáng nằm hay là dáng gì đó. Rồi hoành thân chỗ này là 17. Bên đây cũng 17 luôn ha. Cái củ này nó lắc lượng, có một rễ mà nó lắc lượng. Cổ sổ này 45. Này là 40. Rồi cặp này giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 700k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Số điện thoại của em là 0334270232, cũng là số Zalo của em ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 19 cũng là một cặp phôi giấy ha. Phôi giấy Mỹ Rin ha cô chú anh chị, hoành thân cổ chỗ này là 15. Thân cổ cây bên đây là 21 ha. Sổ là 46 ha cô chú anh chị. Số bên đây 40 ha. Rồi cặp phôi giấy Mỹ này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 700.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 20 cũng là một cặp phôi rất là quái ha cô chú anh chị. Rồi chỗ cổ này là 16 ha. Bên này thì 17 ha. Này rất là lùn và lực ha. Cổ sổ bên này là 35. Bên này là 35 luôn ha. Rồi cặp mã số 20 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 700.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 21 cũng là một cặp phôi giấy ha. Phôi giấy Mỹ hoành thân chỗ cổ chỗ này là 16 ha cô chú anh chị. Bên này cũng là 16 luôn ha. Cũ này nó rất là quái ha, nó quắn. Rồi, cũ sổ là 35. Bên đây là 40. Rồi, cặp phôi này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 700.000 em bao phí ship, bao sống toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha.
Cặp này nó rất là quái cô chú anh chị, nó lắng quắng lắng quắng. Rồi tiếp theo mã số 22 cũng là một cặp phôi giấy ha. 20 hoành cổ 20. Này 18 ha. Cụ sổ là 45. Sổ bên đây là 40 ha. Rồi cặp phôi giấy mã số 22 này giao lưu với cô chú anh chị mình là 700.000 bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Có thể là về cô chú anh chị mình, ví dụ như chồng theo ý muốn mình là chồng nghiêng hay chồng ngã chồng sao đó chồng. Do em đây em chỉ bó bầu lại thôi, thì còn chồng lại thì cô chú anh chị mình theo ý thích của mình là chồng đổ hay là chồng sao đó, tùy theo ý thích. Rồi tiếp theo mã số 23 cũng là một cặp phôi giấy ha. Cô chú nó giống như cái guộc. Lắng quăng lắng quăng. Như bánh quà chèo ha. Rồi, đây là hoành cổ chỗ này là 21 ha. Đây là 20 ngay chỗ này ha. Củ sổ này cào. 40 củ sổ ha. Sổ bên này cũng là 40 luôn ha. Quái lắm ha cô chú anh chị. Rồi cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 700.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Mã số 23 700k bao phí ship cho cô chú anh chị mình. Mã số 24 này cũng là một cặp phôi giấy ha. Chỗ này là 16 ha. Này là 15 ha. Sổ là 42. Bên này cũng là 42 luôn. Rồi. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 700.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình mã số 24 này ha. Rồi, mã số 25 cũng là một cặp phôi giấy ha. Phôi giấy Mỹ riêng ha. Rồi, hoành cổ chỗ này là 20. Còn đây là 19. Củ sổ là 37 ha. Sổ bên này là 45 ha. Cặp này nó một rễ nhưng mà nó quắn 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 ha cô chú anh chị. Rồi cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 700.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi số điện thoại của em là 0334270232 cũng là số Zalo của em ha cô chú anh chị. Bên vườn của em có rất nhiều mặt hàng, nào là Mỹ Hồng hay là trang đỏ lá nhỏ, đỏ nhung lá nhựa. Cô chú có nhu cầu gì thì cứ việc liên hệ với bên em ha. Tiếp theo một cái phôi giấy ha, rất là khủng á cô chú anh chị. Khủng mà quái ha. Mã số 26. Hoành cổ chỗ này là 28 ha, có dư ha cô chú anh chị. Rồi củ sổ là 45. Tính từ mặt trên xuống là 65. Rồi củ này em giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Bao sống bao ship. Rồi tiếp theo mã số cũng là một cây phôi khủng ha cô chú anh chị. Mã số 27 đúng không chị? Mã số 27. Đây mã số ngay hoành cổ này là 30 ha. Rất to. Củ sổ này là 40 ha cô chú anh chị. Rồi, tính từ mặt trên xuống là 55 ha. Chiều cao 55. Nó rất là quái ha cô chú anh chị. Rồi mã số 27 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo mã số 28 này cũng là một phôi giấy Mỹ ha. Zin tất cả ha cô chú anh chị. Đây hoành thân này là cổ này là 31 ha cô chú anh chị. 31 có dư luôn ha. Rồi củ sổ này là 42. Chiều cao từ trên này tính xuống là 65. Rồi cái phôi giấy mã số 28 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Cái này thì nó không sao ha, nó chỉ là một cái trong cái quá trình vận chuyển về nhà nó bị chút đỉnh thôi. Cái em keo lên vô là nó không có vấn đề gì hết cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 29 này cũng là một cây cuối clip của em luôn ha cô chú anh chị. Là cây hoa giấy Mỹ ha. Hoa giấy gốc Mỹ ha. Đây hoành thân trọ cổ chỗ này là 24 ha.
Rồi, cũ sổ là 56 ha. Tính từ chiều cao mặt ấy trên này là 63. Rồi cây phôi này em giao lưu với cô chú, mình mã số 29 này là 1.200.000, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Tất cả cây bên này là bao sống bao ship hết cho tất cả cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình có cần mẫu đơn hay là loại nào đó, ở vườn em rất là nhiều, do thời gian mình quay cũng có hạn, làm ra em chỉ lên một số mặt hàng này thôi. Cô chú anh chị có cần mặt hàng gì thì cứ liên hệ với bên vườn của em ha. Mặt vườn của em cũng còn rất là nhiều mặt hàng, do có thời gian có lượng thành ra không có lên hết được. Rồi, cuối clip quy xin chúc cho cô chú dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc vạn sự như ý ha. Rồi mã số 29 này giao lưu là 1.200.000 ha. Rồi, cho nên là tới cao bonsai con này lại với cô chú chị tích ha.